thì có đẹp không? Sau đây xin mời. Tiếp tục chương trình. Lại nè, lần cuối là phải được nè, tao bất quá tam mà. Ờ rồi. Hai và mời tiếp sau chương trình. Thôi dẹp luôn đi. Quý vị ơi, ngày hôm nay thì Lâm Vy Dạ cảm thấy rất là vui, rất là hân hoan, rất là hứng khởi, bởi vì chương trình có hứa hẹn là sẽ cho Dạ được dẫn cùng với một chàng MC hết sức là đẹp trai, có thể gọi là nam thần, chứ không phải là với đó. Mà quý vị cũng biết là ở trong chương trình khách mời có rất là nhiều trai đẹp, ví dụ như là ST nè, đó, Thận Nguyễn nè, rồi Dennis Đặng, trời ơi toàn là những nam thần mà mình mới vừa nhìn thôi là mình đã thấy say đắm, lung lay con tim. Và bây giờ để không làm mất thời gian của quý vị nữa, là bây giờ xin mời chàng MC đẹp trai xuất hiện. Wow, đây chính là Dennis Đặng. Mời em, mời em. Dennis Đặng, xin được chào tất cả quý vị khán giả cùng đến với chương trình Kỳ Tài Thách Đấu. Wow, wow, wow. Có gì kỳ vậy? Chị, sao chị? Biên tập đâu? Nào, biên tập đâu? Em đây, em MC dẫn với chị nè. Ý chị nói là biên tập của chương trình đâu rồi? Biên tập, làm sao gọi biên tập ra làm gì? Ủa, tại vì biên tập nói với chị là ngày hôm nay là có trai đẹp tới dẫn với chị mà. Em không đủ đẹp hay sao? Em không đủ đẹp hay sao? Tóc xám khói lãng tử đồ vét. Cái quạt tại Dennis Đặng là hay có cái quạt đó. Em không kiếm ra cái quạt mà em có xài cái quạt này. Chị cảm thấy là không có một chút cảm xúc nào để dẫn em cả. Tại sao chương trình lại lừa gạt tôi như vậy? Không phải là lừa, chương trình có nói với em là có rất nhiều người trai đẹp muốn dẫn chương trình này, nhưng mà khi nghe thấy dẫn chung với chị cho người ta bỏ hết. Chị tự nhiên nghe dẫn cái chị em bỏ? Cái đấy chị phải gọi hỏi chứ sao em biết được. Phải như thế nào người ta mới bỏ chứ, chỉ có em thôi. Em là một người bỏ hết công, hết việc, bỏ hết gọi là tâm tư, tình cảm của mình, bỏ hết những cái việc riêng, bỏ hết những cái lời dèm pha ra để tới đây dẫn chung với chị đó. Ủa chị, em đang bận bình thường thôi, em làm cái gì vậy? Em đang giả bộ làm giống như Dennis Đặng chi để cho chị bị hụt hẫng vậy? Thì tạo cảm hứng cho chị lúc đầu đó, chị nghĩ là trai đẹp đó thì em tạo cảm hứng, em có ý tốt mà. Thì có quay cái lưng lại là rất là có hứng, quay cái mặt lại mất hứng liền. Không lẽ bây giờ MC quay lưng, em dẫn bằng cái lưng không khán giả sao coi? Với lại em nói gì nghe, trai đẹp là để trưng, còn cái kiểu xấu xấu như em là để cưng. Để cưng. Thì không có một chút hứng thú nào để đứng đây dẫn chương trình. Ăn bận bình thường là đã chịu không nổi rồi, hôm nay gộn cái đầu luôn. Giống như mấy người mà gọi là luyện công mà bị tẩu quả nhập ma đó. Nhưng mà duyên dáng rồi chị ơi. Có chắc duyên không? Muốn xem có duyên hay không thì sau đây xin mời quý vị khán giả cùng đến với một phần chơi vô cùng vui nhộn được mang tên, nghe cái tên là thấy vui rồi, mắc cười ghê. Cái gì? Dẫn chương trình đó. Phần thi mắc cười ghê. Ủa, mắc cười, cười đấy. Mắc cười đâu? Nhưng mà cái phần thi đó chỉ có tên là mắc cười ghê. Trời, chị sợ ba cái chữ đó lắm nha. Thì có mỗi lần mà mình diễn viên mình mà diễn á, mà ở dưới khán giả người ta ngồi vậy nè, mắc cười ghê. Đấy, nhưng mà để biết là có đúng không, có như có duyên dáng, có vui hay không thì chúng ta phải vào chơi mới biết đúng không? Mắc cười ghê. Mặt chị đang vui hay đang buồn đấy? Vui. Chị nói thật đi, có phải là
nhan sắc của em một phần ảnh hưởng tới cái tâm lý, tinh thần làm việc của chị khi dẫn chung với em đúng không? Không. Không cái gì, em biết là chị buồn mà. Chị nói không để cho em vui thôi đúng không? Khoa, có những cái sự thật mình đừng nên xoáy sâu vào đó đúng không? Mình có buồn, mặc dù là mình xấu nhưng mà mình còn nhiều thứ mình bù đắp lại lắm, đúng không? Nói gì nói chị vẫn là chị của em, chị vẫn yêu thương em dù em có xấu đi chăng nữa. Giống như là mẹ yêu con vậy đó, con dù xấu cũng là con của mẹ. Con cảm ơn mẹ. Con cảm ơn mẹ. Không chỉ vậy thôi em. Chị đẻ em không nổi. Nhưng mà chị vào vai mẹ em liền luôn, không cần make up luôn á. Thôi chị xin em không nổi đâu. Dạ. Nhưng mà thôi, cố gắng mà chị đúng không? Rồi để cho tình cảm chị em mình đi lên á, dẫn với nhau nó hợp, kẻ tung người hứng nó hợp hơn. Thì em có một món quà nho nhỏ tặng chị. Trời ơi, thằng bé này bày vẽ quá à. Thôi nó phải như vậy chứ. Thôi chị đấy, không có nhận đâu. Cái gì vậy? Đây em tặng chị một cây son. Cái son này son tốt đấy. Vậy á hả? Để chị bôi vào mồm. Bôi vào mồm. Em tặng chị một cây son để chị bôi vào mồm. Em ơi, mình có cái từ nào nó đẹp đẽ hơn không em? Người ta dùng từ thoa lên môi. À vậy hả? Tại em có xài son bao giờ đâu. Ai mà tặng son để bôi vào mồm? Thì đây thoa lên môi. Hên là nó nói mồm chứ mà em mà nói là tặng cái son cho chị bôi lên mõm là em nặng hơn. Không mồm thôi em, tại em hay dùng mồm. Ra đây có gương nữa, chị xài luôn đi. Trời ơi, em chu đáo quá. Ôi trời ơi đấy, chị em mình. Em ghê. Đấy. Em không vậy. Cần phải vậy nghe không? Ôi, một chút quà nhỏ ấy, một cây son nhỏ xíu. Cảm ơn em. Trời ơi, đúng cái màu chị thích luôn em ơi. Wow, màu đỏ. Trời ơi. Đi. Đẹp cái quá. Cái mồm chị mà cái son đỏ này lên á. Ủa em. Mình đánh son đi. Chị đánh đi. À phải có cái gương mới đánh được chứ. À đây đây, em chuẩn bị sẵn rồi mà. Trời ơi, em chu đáo quá, là cái này em tặng chị luôn hả? Cảm ơn em. Tặng luôn cái gương có gì đâu chị ơi. Chị đánh son nha. Miễn sao cái mồm chị đẹp là được. Bôi đi chị ơi, cái son môi này nhiều người nói là tốt, với lại em mua cũng không phải là ít tiền đâu nha. Lần đầu tiên em bỏ số tiền lớn để em mua cây son môi đấy. Xong rồi. Anh thấy chị có đẹp không? Anh thấy chị có đẹp không? À. Cái gì vậy? Chị đi cái gì đấy? Chị đâu rồi? Có đúng là chị bôi đúng cây son của em không vậy? Ngứa quá à, ngứa nha. Lại ngứa được. Mà sao ngứa được? Nó bà ấy nói là cái son môi này là son môi tốt, nhiều người nói luôn, mắc tiền lắm đó. Đau. Mà sao nó nhanh ngứa vậy trời? Trời ơi, trời ơi. Cái mồm chị nó bị biến dạng luôn rồi. Em hỏi hàng giả rồi. Người ta nói là hàng tốt mà. Lừa đảo đó. Lừa mà sao nhiều người nói tốt là sao? Trời ơi, chị chán em thiệt. Đâu phải cái gì nhiều người ta nói tốt là tốt đâu. Người ta gạt mình đó. Bây giờ tới người em kêu bây giờ kìa. Ôi, sao này. Wow. Ôi dạ. Sao vậy? Cái miệng chị sao rồi, đỡ chưa? Đỡ rồi. Hơi rác nhẹ. Em xin lỗi chị nha, em cứ tưởng là tặng cho chị món quà nó tốt đẹp, ai ngờ nó không tốt đẹp gì hết. Thôi không có sao. Ôi, mặc dù là chị thấy chị với em á, mình có hơi lệch lạc chút xíu về nhan sắc, nhưng mà về cái sự ăn ý á, thì chị thấy là mình rất là hợp ý với nhau. Đúng như vậy, khi mà dẫn chương trình chung với nhau đấy, hai người thì phải có một người tung, một người hứng, phối hợp ăn ý với nhau thì mới chương trình mới tốt được. Chứ bây giờ chị dẫn với một người đẹp mà người đó không biết ăn nói, người đó đứng như một bình hoa, một bình bông thì chị cũng mệt mà làm sao hay được, đúng không? Đúng như vậy, cho nên chị đúc kết lại là hai chị em mình vẫn là em. Cho nên chị thấy hai đứa mình vẫn là cặp đôi MC ăn ý nhất. Yeah. Bây giờ mình dẫn tiếp chị nha. Ừ. Tiếp tục chương trình. Bây giờ mình dẫn tiếp chị nha. Ừ. Tiếp tục. Sau đây xin mời. Tiếp tục chương trình.
lại nè, lần lại cuối nào. Là phải được nè, tao bất quá tam mà. Trời ơi. Hai và mời tiếp sau chương trình. Thôi đi. Dẹp luôn đi. Không hợp ăn ý được. Thôi bây giờ vậy, để rèn luyện cái sự ăn ý đó, hai chị em mình sẽ chơi một trò chơi có tên là kẻ tung người. Hứng. Hứng đi em. Tung hồn. Rèn luyện thêm mà. Ừ.